Xin chào các bạn ha, mình tên là Nguyễn Văn Bình, giảng viên khoa thương mại du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên là cài đặt cái giao diện website tin tức cũng như là thiết lập cái phần đầu trang của phần header. Thì không làm mất thời gian của bạn thì mình sẽ vô phần bài luôn ha. Thì các bạn sẽ để ý cho mình một cái, đó là trước khi mà chúng ta chạy cái website, chúng ta vì là cái website mà mình đặt trên local á, vì cái bài này là bài đi tiếp của các phần đặt website trên local nha các bạn, thì các bạn phải mở các phần mềm mà SAM, người ta gọi là SAMPP, SAM. Các bạn mở phần mềm lên, để khi phần mềm mở lên thì chúng ta sẽ click vô các phần temperature với lại cái phần MySQL của mình ha. Các bạn cho nó lên màu xanh á là nó chạy được, thì lúc đó chúng ta mới vô trang web của mình là chúng ta làm được nha các bạn ha. Rồi mình để đây luôn đi, để cho các bạn dễ nhìn đó ha, chỉ mình tính thôi, thu nhỏ lại đi thì nó chạy rồi. Bây giờ các bạn sẽ mở cái trang web của mình lên. Thì khi mở web của mình lên, các bạn để ý là chúng ta sẽ mở cái local đó các bạn ha, chuột hao đây, local chuột hao blog. Mình có nói các bạn mở web mà để thiết kế thì luôn chúng ta mở hai trang web song song nữa bạn, để chi, để chúng ta có thể làm cái gì bên này chúng ta sẽ sửa bên kia luôn. Có nghĩa là bên này chúng ta làm cái gì thì bên kia chúng ta sẽ, nó sẽ thấy cái kết quả luôn ha. Đây là cái thứ nhất ha, các bạn copy giùm mình cái thứ hai nữa ha. Mình chọn C nha các bạn. Rồi bấm Ctrl V vô giùm mình. Rồi kéo hai trang này lại gần nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đánh vô chữ admin ha các bạn ha. Rồi các bạn enter. Rồi khi các bạn admin, các bạn enter nó vô cái phần này thì các bạn sẽ đăng nhập vô. Rồi trong cái phần đăng nhập vô thì các bạn để ý cho mình một cái ha, là bây giờ cái trang tin tức á, mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là trang tin tức. Thì trang tin tức á, một cái trang mà người ta hay sử dụng á, cái chuẩn quốc tế á, là tại vì không phải chỉ có chuyên ngành thương mại điện tử, mình chỉ đưa SEO cái phần này nè các bạn, SEO có cái trang mua bán không đâu, mà các cái trang về của chính phủ, các trang báo chí rồi này nọ đó, cái trang báo chí á, thì nó cũng phải SEO để nó tốt các bạn. Thì như vậy thì các bạn sẽ vô phần này giùm mình ha, phần này. Bây giờ chúng ta sẽ vô giao diện để chúng ta cài đặt giao diện. Giao diện mình là giao diện trang tin tức nha các bạn. Trang tin tức thì người ta thường dùng nhất là có nhiều cái cách, nhiều cái mẫu, nhưng mà thường người ta sử dụng cái trang tin tức đó là Sahifa để người ta chỉnh về cái trang báo chí là nhiều, hoặc là giáo dục. Ví dụ như trang của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trang fae.eu.edu nè các bạn, fae.eu.edu.vn, đây là một cái trang mà cái mẫu của Sahifa. Sahifa đây, thì để Sahifa này lên thì mình sẽ để cái đường link cho các bạn upload lên ở phía dưới, tại vì cái link của mình thì các bạn nếu các bạn load ở trên mạng á, các bạn load ở trên mạng thì thường nó sẽ không có phần này nè, có phần custom slider với lại cái phần phần custom slider này là các bạn sẽ ít thấy nè, tại vì cái phần custom slider này là cái gì, đó là chúng ta sẽ làm cái trang web nó chạy đó các bạn. Mình coi mẫu Sahifa nha, đây là mẫu của Sahifa nè đó, các bạn thấy các cái slider này, các cái này nè mà nó chạy tới chạy lui như vậy nè, đó nó biến chuyển như thế này nè, nó chạy á, mà nó chạy tự động á, là mình sẽ làm ở trong này nè, mình sẽ làm trong phần custom slider bạn ha. Còn bình thường thì chúng ta không dùng nó, thường nếu bạn nào muốn làm cho nó chạy nhìn hình ảnh cho nó chạy đâu, ở đây có đây nè, các bạn thấy nó chạy nè, nó chạy cái trang nó chạy á. Để mình vô cái trang FTC của trường mình nha. Đó, đây là cái trang của khoa thương mại du lịch đó các bạn ha. Đó, thì nó chạy tự động đây nè.
thì muốn bao nhiêu giây rồi thì mình sẽ vô phần này thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn đưa cái trang này lên, thì cái trang này đường link mình sẽ để phía dưới trong cái phần YouTube của mình á, để cho các bạn có cái đường link thì các bạn có thể load về, thì các bạn có thể thực hành được cái phần custom slider này. Rồi thì giao diện, chúng ta vô phần giao diện. Trong phần giao diện chúng ta thêm mới. Trong phần thêm mới thì chúng ta sẽ tải giao diện lên và chọn tiệp. Tiệp thì mình đưa các bạn cái phần cái file nào thì các bạn sử dụng luôn file đó giùm mình, các bạn không cần dạy nén đâu nha. Đây, trong này save file thì có các bạn mới update đồ lên, mình chỉ cho mình đưa cho các bạn phần cái file save file này, đó, file chuẩn đó. Mình giấu đi, mình không cho các bạn biết được cái phần bao nhiêu ha các bạn ha, cái phần save file bao nhiêu ha. Tại vì mình giảng dạy rồi mình đưa các bạn sợ các bạn mua bán phiền. Cái phần này nó tới 59 đô rồi các bạn ha. Thì mình cho sinh viên thì mình hướng dẫn mình cho thôi chứ không có gì cả, các bạn mở vô giùm mình. Các bạn cài ra. Nó báo đã tồn tại rồi nha, tại mình nhấn thay thế thôi. Gỡ bỏ giao diện bản cũ nữa, các bạn thấy không? Giao diện cài đặt cập nhật thành công nè. Rồi xong. Như vậy là mình đã có cái giao diện save file. Đây, save file đây. Rồi, thì biến đồ này nọ có nghĩa là mình chỉnh giao diện. Thì trong cái phần save file này á, đây, khi mà bạn cài xong á thì nó sẽ có những cái mục này nè. Thứ nhất là custom slider nè, là để gì nè, để nó chạy chạy web á, nó chạy web á các bạn đó. Một mấy người nhìn chứ nó chạy tự động á, thì các bạn được có được cái mục đó. Cái thứ hai á là chúng ta click ở phần save file, chúng ta sẽ thấy đây là cái phần save file cài đặt chính của save file nè. Bình thường thì chúng ta sẽ làm ở trên các cái trang của chúng ta đúng không, nhưng mà bây giờ chúng ta đã đưa save file vô thì save file đưa chúng ta một cái quyền quản trị của save file. Thì cái quyền quản trị của save file như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập từng cái một, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập từng cái một trong cái quyền quản trị của save file. Bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ nhất là cài đặt giao diện tin tức, thì mình đã hướng dẫn các bạn là cài đặt giao diện tin tức thì thường người ta sử dụng là save file, bởi vì cái này nó chuẩn, nó có thể là dễ dàng save. Còn mình có thể sử dụng rất là nhiều giao diện trong cái phần tin tức. Các cái trang báo chí á, người ta dùng á, tùy, nhưng mà cái này là cái chuẩn nhất, rồi mình thiết lập mình điều chỉnh mình sửa chữa cho phù hợp thôi. Ngay cả các bạn làm một cái trang giống trường đại học công nghiệp như vậy nè, dễ ợt à, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại, chúng ta bổ sung lại thôi. Còn các bạn nói màu sắc thì mình đã hướng dẫn các bạn sinh viên chuyên ngành thương mại điện tử á, lấy cái Colorbit á, hút màu, muốn màu xanh thì chúng ta hút màu thôi. Chúng ta hút màu coi mã màu bao nhiêu rồi chúng ta là chúng ta có một trang web giống y chang nè. Rồi thì cái phần này bây giờ mình sẽ vô đầu tiên trước là cái general setting. General setting thì cái trang web như thế này nữa các bạn, trang web pha cái đó nghiệm toán này thì khi hoặc là FTC nè, thì các bạn thấy hai bên là nó trống nè, hai bên nó trống nè. Mình thiết kế web mà về về trong chuyên ngành, trong chuyên ngành thông tin á, thì mình khuyến khích các bạn là đừng để chống hai bên nha. Có nghĩa là mình phủ đầy cho người ta để người ta tìm được cái thông tin nên nó dễ dàng. Các bạn nói là bấm control lăn lên lăn xuống thì cái này nó cũng thấy hai cái mép à. Trong đó chúng ta được quyền chúng ta chỉnh sửa, ví dụ như chúng ta chọn cái này nó có hai mép và nó có ở phía trên nó bị hụt một chút, còn cái này là phía trên đầy và hai mép cũng bị trống. Đây các bạn thấy là nếu thiết kế phía trên đầy và hai mép bị trống thì tùy, cái này là tùy, nhưng mà trong cái mình khuyên các bạn, ví dụ như trang báo chí, ví dụ như mình nói là trang một cái trang báo chí nào đó đi ha các bạn ha. Rồi các bạn sẽ thấy người ta cũng thiết kế như vậy, thì cái này tùy, mình không có nói. Mình thì mình sẽ thiết kế full, mình sẽ thiết kế full để gì bạn phải không, để nó lấp đầy được, nó lấp đầy được cái trang của mình, nhìn cho nó chuyên nghiệp. Đây là một dạng không,
thấy hai bên họ lấp đầy. Ở phía trên họ để ở hai bên ở rìa. Được chưa các bạn ha? Rồi. Mình vô trang chính luôn của trường. Đó, đó để chống hai bên thì đây. Cái mẫu này để chống hai bên. Chưa chống trên hay là lấp đầy trên luôn. Hay là full trang là toàn thấy trang hết luôn. Ví dụ cái trang trang thương mại thì người ta sẽ thường là full trang chăm chăm là không nói rồi. Tại vì nó thương mại thì nó phải tận dụng. Chọn gì vậy ha. Đây, đây là một trang thương mại cũng học hai bên nhưng mà giao cho con nha. Rồi. Thì cái này là do chúng ta chọn thôi. Mình thay chọn full. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, đó là chúng ta sẽ đi tới cái phần rồi. Logo. Cái logo của chúng ta nha. Cái logo thì các bạn nhìn thấy logo màu xanh ở trên này nè. Đó, cái logo màu xanh trên này nè. Nó gọi là Favicon. Favicon đây, cái logo màu xanh mà các bạn nhìn thấy trên này nè. Đó, cái logo trường đại học công nghiệp ở đây nè. Các bạn thấy không? Rồi, cái logo của Sahifa ở đây và cái logo của Lazada ở đây thì nó gọi là cái logo mà nằm ở trên góc ở chỗ này. Nó gọi là Favicon. Bây giờ mình đổi cái Favicon này lại nha các bạn ha. Cái Favicon này mà các bạn mà dân làm sale á, có nghĩa là chúng ta chạy cái SEO á, muốn lên top thì thường nó là 16:16. Mình upload một mẫu á, mình đi tìm ví dụ tên mình là chữ B đi. Được không các bạn ha? Chúng ta sale lại. Rồi, các bạn thấy nó lên chữ B nè các bạn ha. Rồi, thấy các bạn ha. Thì đó là cái đầu tiên. Được chưa các bạn ha? Thì trong cái mục này nó còn nhiều cái mục nữa. Thì những cái này mình sẽ hướng dẫn bài sau nha. Mình sẽ nói trước ví dụ là chúng ta cái mấy cái đơn giản trước đi. Nhất là chúng ta chọn cái kiểu mặt web ha. Web thêm layout mặt trước của web. Rồi tới cái phần header setting. Header setting thì cái logo setting này và cái logo image này nè. Thì nếu mặc định á, bạn ví dụ cái trang đây, cái logo này bằng bốn hiển logo của thì trong header là cái phần đầu tiên mà, cho cái phần phía trên cùng của trang á, thì ở đây muốn hiển logo hay là tên. Ví dụ như bạn muốn hiện là khoa kế toán kiểm toán ở đây á, thì bạn để bằng mặt nghiêng luôn khoa kế toán, thì bạn sẽ để là cái dòng display nó sẽ hiện là khoa kế toán kiểm toán. Và nếu mà bạn muốn hiện logo thì bạn chọn là custom và bạn upload một cái logo lên nha. Mình upload một cái logo, ví dụ ở đây mình cần một cái logo, mình lấy lên đi, lấy một cái logo lên là lấy rồi Sahifa đi ha. Mình lấy cái này là để mình giảng dạy chứ không có quảng cáo các bạn. Mình nói trước là mình không quảng cáo nữa. Rồi mình chọn nha. Đó, rồi mình select nè. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ refresh lại cái logo của chúng ta. Ví dụ như các bạn nói em muốn cái khác được không thầy, để cho nhìn nó khác đi, chứ thầy làm vậy thì nó giống nhau quá, em nhìn em thấy nó trùng. Đó mà nha. Ở dưới là dòng chữ nha. Khi các bạn chọn xong, mình muốn chữ thì chữ, tùy bạn nha. Rồi, ok, mình sale lại cái đi. Rồi, mình sẽ kiểm tra lại refresh. Các bạn thấy không, logo nó hiện đầu trang thấy không? Rồi. Nhưng mà nó to quá. Nó to quá. Lại nó to quá. Như vậy thì mình sẽ chọn lại ha. Chọn Sahifa ha. Để cho nó nhỏ nhỏ.
rồi refresh rồi nha. Đó là ha, rồi để mà à. Những cái phần dưới này thì mình sẽ nói cho các bạn ở một cái mục sau, mình sẽ hướng dẫn cái cơ bản của cái nền header trước đi à. Thì cái phần trên này thì cũng là mấy cái tab, sẽ ở bài thiết kế tab đi. Post setting cũng nó có một bài riêng của nó à. Slide bar à, cái slide bar là nó hiện bên hông như vậy nè các bạn à, nó hiện bên hông. Nếu mà chúng ta muốn nó hiện bên hông đây 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 đây, nếu nó chúng ta muốn nó hiện bên hông à, hiện bên hông như thế này nè đó, sờ sờ muốn nó hiện bên hông như thế này thì chúng ta sẽ chọn là slide bar. Footer là ở dưới cùng thì cái phần này thì sẽ gần cuối cái phần thiết kế web thì mình sẽ làm gì nó ở phần cuối cùng, các phần liên hệ đồ á thì mình sẽ làm nó ha. À, trên thương mại điện tử chúng ta thì cần cái S đây. S có nghĩa là quảng cáo. Cái quảng cáo này chúng ta top panel nè, top panel every nè, every thì nó nằm ở đây. Ví dụ như chúng ta muốn nó chạy quảng cáo đây, đây đây là cái mình sale cái này về luôn đi ha, lưu cái này về luôn, một hồi mình làm cho các bạn ha, lưu hình ảnh đi. À, có rồi có rồi, mình có lưu hình ảnh rồi. Lưu cái này để mình đưa nó lên, thứ nhất là nó nằm trên phần header, thứ hai nó là một phần quảng cáo thì mình sẽ làm ha. Bây giờ mình làm luôn cho các bạn xem ha. À, rồi tới đâu mình tính tới đó ha. Rồi, chúng ta đưa cái phần upload cái file đó lên. À, chúng ta phải tải file nha các bạn, cái này chúng ta phải tải file, bởi vì nó nặng, người ta sợ nặng nên là người ta cứ làm tới đâu người ta mới yêu cầu đưa cái gì cần thì mới đưa lên thôi, đừng đưa nhiều quá nó sụp web, tại vì nó nặng quá thì nó chạy chậm thôi. À, load chậm thì các bạn biết rồi đó, trong SEO thì nếu chúng ta load chậm quá thì chúng ta sẽ bị Google đánh giá thấp. À, backlink ví dụ như tôi muốn backlink nó về về đâu, về một cái trang, ví dụ trang đó là trang của thương mại du lịch mình đi. À, tôi muốn nó link gì đó. À, cái này thì là ALT này ha, ALT hay là Anonymity này thì ALT á, các bạn dân thương mại điện tử hay nói là ALT là để chúng ta sale á, chúng ta sale thì mình đã dạy trong cái bài marketing số nâng cao á thì các bạn biết rồi ha, mình sẽ không nói phần này. Còn những bạn nào mà chúng ta chưa biết phần này thì mình cũng có thể nói sơ như thế này để mình làm cho cái trang web mình nó lên tốt á, bằng cái hình ảnh á, thì các bạn thấy các bạn search xong thì nó hay chạy trên YouTube và đồ này nọ để nó đưa mình lên, chúng ta có thể đưa hình ảnh. À, mình khuyến khích thì nên là các bạn nhân thương mại điện tử nên là nha, mình khuyến khích ai chúng ta bật cái này lên nha, nên nó một cái tab mới. À, do là cái trang web này của mình nó chạy vòng vòng trong mình nên là mình khỏi no follow. À, mình khỏi no follow ha. À, nếu chứ còn nếu mình muốn backlink đồ lại mình follow cũng được, tại vì mình đang làm một trang web trên trực tiếp trên cái máy local của mình thì mình khỏi no follow cho nó đỡ nặng đó là ha. Rồi, tương tự thì cái phần này phần giữa rồi phần dưới của trang web nè, phần giữa quảng cáo ở giữa rồi ở dưới đồ này nọ đó thì cũng tương tự nha. Các bạn tương tự các bạn làm, nhưng mà mình cũng sẽ hướng dẫn nó như vậy sao các bạn không phải lo ha. À, chúng ta nhấn là chị sale ha, chúng ta nhấn là chị sale này. À, qua đây chúng ta nhấn là chữ refresh ha. Rồi, thì
Rồi. Đó. À, chúng ta sẽ thấy ha. Rồi, cho một cái ảnh quảng cáo lên lọt. À, cho một cái ảnh quảng cáo rồi. Rồi. Xe lại mà ha, repeat bằng cái thôi. Đây, nó đã hiện lên cho bạn ha. Nếu bạn nhớ bật cái nút này nha. À, nhiều cái thì nhiều khi thường thì mình sẽ bật, nhưng mà giảng dạy cho sinh viên thì mình cũng hay tắt tới tắt lui, mình không để ý. Rồi như vậy chúng ta lít nha, lít nó chạy gì thấy không? Các bạn thấy không? Nó chạy gì ngay trang của mình luôn nha. Rồi, chúng ta nhớ save lại nha. Rồi các cái styling của cái phần header, màu sắc tùy chọn nha. À, chúng ta là những trang web về mua bán, chúng ta sẽ có những cái màu tươi rực rỡ, do đây là trang web thường thông tin. Cái trang web thông tin thì nó cũng có thể tươi rực rỡ các bạn, tùy các bạn, nhưng mà nó cũng không quá mức, nó không phải đơn giản cho cái người xem, người ta có thể là người ta tìm thông tin một cách dễ dàng, chứ các bạn đừng là nó rối mắt ha. À, cái này là phông chữ typography, chúng ta chỉnh phông chữ ha. À, nhớ bạn, trang web tin tức là đừng có để ý nó nhiều, thì trang web tin tức là nó phải tối giản nhất, thường nó sử dụng các cái phông Arial hoặc là phông Times Roman rồi đấy, nó tối giản nhất mà người ta nhìn, người ta đọc là người ta hiểu liền, và người ta cần là có thông tin liền, được không các bạn ha? Translation có nghĩa là phần dịch. Phần dịch là vậy. Ví dụ cái trang này nè, cái trang này bình thường nó tiếng Anh nha các bạn nha, bình thường nó là sẽ tiếng Việt, sinh viên mình vô đọc nó là tiếng Việt. Thì tiếng Việt mà ví dụ như mình muốn là đào tạo là training, training thì mình muốn chữ đào tạo này thành chữ training, thì bắt buộc mình sẽ phải, ví dụ như mình click qua đây, nếu các bạn không vô cái phần dịch này nè, các bạn không làm cái thao tác dịch đào tạo là training, thì khi các bạn click qua đây nó vẫn sẽ là đào tạo. À thì mình sẽ làm một cái mục thao tác, đó là chúng ta sẽ translation đó. Thì nó cái chỗ nào mà tìm cái chỗ nào, ví dụ như chữ nét đi, là cái trang kế tiếp mình không thích ghi chữ nét mà mình ghi là trang kế hoặc là trang tiếp, thì mình sẽ đánh tiếng Việt vào. Thì khi mà nó hiện tiếng Anh, nếu mà người ta lít về tiếng Việt thì nó sẽ ghi là trang kế tiếp ha. Rồi mình chỉ nói sơ thôi, tại vì mình hướng dẫn từng đoạn, mình nói bao quát trước đã, rồi các bạn sẽ vô những phần chính. Thì cái này mình đã dạy trên lớp rồi ha, mình chỉ hỗ trợ thêm cho các bạn thôi. Social networking thì người ta có thể đọc là social, thì dân 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 sale hay nói đơn giản social marketing á. Thì ở cái phần này các bạn ví dụ như các bạn muốn có trang đây, trang web ở cuối trang web rồi, các bạn muốn có về Facebook, các bạn muốn có về Facebook, bên này không có hiện rõ ha, để coi cái trang. Các chuyên mục về Frey rồi đây, đây muốn có Facebook nè, các bạn muốn 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 để Facebook vô nè, các bạn muốn để Twitter vô nè, hoặc là các bạn muốn để một cái trang thông tin sở YouTube cái gì á, để mà chúng ta bỏ vô, chúng ta sẽ bỏ vô các cái mục trên đây, các bạn ha, tương ứng nè, được chưa các bạn? Rồi. Ở bên phần nâng cao này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái phần viết code.
ha. Thì thường viết code thì sinh viên trên ngành thương mại điện tử cũng nên biết sơ sơ. Chúng ta không giỏi như các bạn bên công nghệ thông tin thì chúng ta cũng phải biết sơ gì cái phần viết code này, là chúng ta viết code cho phần SEO của chúng ta đó. Thì chúng ta nên biết sơ sơ thôi, không cần nhiều đâu. Cái này thì chúng ta đánh giá cái phần break này, chúng ta đánh giá Sahafi Seifa, với Seifa ha, chúng ta sẽ đánh giá cho Seifa bao nhiêu sao này nọ. Tương tác, người ta gọi là tương tác, tương tác bằng cái like, subscribe hoặc là share, cho tương tác cho cái trang Seifa. Và muốn có thêm nhiều cái thêm hơn thì chúng ta có thể chúng ta sẽ click vô đây, chúng ta load về. Để các bạn nên nhớ nha, chi phí của nó là rất là cao ha các bạn ha. Bây giờ mình đây, các bạn hỏi mình là một cái trang thiết kế bao nhiêu ha. Đây, mình nói các bạn hồi nãy là 59 đô, 59 đô đây chưa tính chỉ update các trang này free thôi, update trang Sahifa free thôi nha. Chứ còn mà chúng ta bonus thêm, có nghĩa là chúng ta cộng thêm á, cộng thêm những cái cần mà chúng ta login á, là login cái nào là trả tiền cái đó nha, chứ không có tính về trang này nha. Rồi. Nên chúng ta có thể xài bản free được ha. Thường thì giáo viên sẽ cho sinh viên mình cái bản full option, tại vì giáo viên dạy, giáo viên có thì dạy, nhưng mà các bạn sinh viên thì chúng ta cũng được cái thương mại hóa chỉ để dành học hành thôi ha. Mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ bộ về cái phần này. Thì bài sau, bài kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn là chỉnh các cái menu, các cái menu nha các bạn ha. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái menu. Thì bây giờ nếu là sinh viên của mình á, các bạn cũng có cái bài tập về nhà, các bạn sẽ thấy được cái phần này ha. Và nếu không thì những bạn là chúng ta xem YouTube này nọ đó, chúng ta thấy hay chúng ta có thể like subscribe mình sẽ làm một cái bài về cái phần chỉnh sửa menu, bổ sung menu cho cái trang web ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và kết thúc video. Thì nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể like subscribe với mình. Và mình cũng kính chúc các bạn cũng như gia đình người thân một ngày đầu tuần luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Mình xin chào.